Vâng, xin chào toàn thể anh chị và các bạn. Thì, trong cái buổi trưa ngày hôm nay thì có giới thiệu cho anh chị và các bạn một mẫu xe Ford Escape rất là đẹp. Mẫu xe này thì biển xanh do cơ quan báo chí tỉnh Cao Bằng thành lý ra nha anh chị và các bạn nhé. Xe rất là đẹp, vì vậy là anh chị và các bạn mua cái dòng xe này về chạy rất là ổn này. Và với cái giá tiền rất rẻ, cái mẫu xe Ford Escape này BMW đang bán ra này, đời 2001, số tự động, 2 cầu. Mẫu xe này thì BMW đang bán mức giá là 145 triệu. Đấy, có hóa đơn đầy đủ hết nhé. Biển này anh chị các bạn nào nếu mà không thích biển xanh thì có thể là ra biển trắng được, rút hồ sơ được thoải mái. Đấy, hóa đơn đầy đủ hết, với cái tầm tiền khá là hợp lý cho cái mẫu xe này. Hoặc là anh chị các bạn có thể để nguyên cái biển này đi cũng được, bởi vì là cái này thì nó là do cơ quan báo chí thanh lý ra, vì vậy là thực ra nó cũng không pháp lý các thứ nó đầy đủ hết, nên là cứ để biển này đi cũng được. Để biển này đi thì nó cũng đẹp mà. Đấy, biển xanh đồng hoa. Anh chị các bạn nào thường xuyên công tác đường dài hay đi thì đi cái biển này cũng được, không vấn đề gì cả. Nếu mình chấp hành luật lệ an toàn giao thông đầy đủ thì đi với những biển này thì đi trên đường nó cũng rất là đẹp. Oai hơn đi biển xanh, oai hơn biển trắng. Đấy. Giá tiền thì khá là hợp lý cái mẫu xe này. Bên em đang bán chỉ có 145 triệu thôi. Đấy, xe thì không phải bàn về chất lượng nha anh chị nhá. Con này thì không phải bàn về chất lượng, bởi xe nhà nước khi người ta đã chạy thì cả các chức năng ví dụ như là bảo dưỡng định kỳ rồi là chăm sóc xe thường xuyên, cái đấy là với những dòng xe cơ quan thì yên tâm một điều là người ta bảo dưỡng định kỳ và chăm sóc thường xuyên đầy đủ hết. Vì vậy là anh chị mua những mẫu xe này thì hoàn toàn là yên tâm về cái chất lượng. Đấy, em đang đi cái mẫu xe này về nhà này vì em thích đi những cái dòng gồ ghề chấm cao này. Con này với cái bản 3.0 hai cầu thì nghĩ là xăng nó tốn hơn một chút nhưng mà đi nó cũng sướng, và với dòng xe này thì anh chị các bạn chạy nó hoàn toàn là yên tâm luôn nhé. Đấy, à, form dáng của xe cũng đẹp mà chỉ có 145 triệu thôi. Hai cầu. Đấy, hai cầu này. Đấy. Xe này thì nguyên phần cốp rộng rãi này và ghế thì nguyên xe. Xe nội thất của xe thì con này thì không chê được anh chị nhé. Nội thất của xe phải nói là rất là đẹp luôn. Đấy, tí em quay hết cái phần nội thất cho anh chị các bạn xem. Với cốp khá là rộng rãi này. Đấy. Với cốp của xe này khá là rộng. À, với cái tầm tiền này là khá là hợp lý với một cái mẫu xe gầm cao hai cầu số tự động. Con này thì nội thất của nó thì anh chị xem, nội thất của xe là nguyên nỉ luôn, tất cả các ghế nỉ gai. Đấy, nỉ này thì rất là dễ sạch, anh chị cũng bạn cũng có thể là rất là dễ vệ sinh thôi. Đấy, xe rất là đẹp luôn nhé. Đấy, phải nói là rất là đẹp với cái mẫu xe này, bởi vì là xe có cơ quan báo chí tỉnh Cao Bằng thanh lý ra, vì vậy là tất cả những cái chi tiết hóa đơn các thứ đầy đủ cho anh chị các bạn hết. Đấy, đây là cái phần tắp ni của cánh lái đây, cánh bên phụ này. Anh chị nhìn tắp ni của nó nguyên nỉ. Đấy, hàng ghế phía sau thì anh cho anh chị các bạn xem luôn. Đây, hàng ghế phía sau cũng là ghế nỉ nguyên si. Đấy, nỉ rất đẹp. Đây này anh chị nhìn này. Đấy, với cái tầm tiền 145 triệu với một cái mẫu xe Ford Escape như này thì anh chị các bạn mua bỏ tiền ra mua hoàn toàn là xứng đáng luôn, bởi vì là xe khi cơ quan nhà nước người ta chạy, người ta bảo dưỡng bảo trì thường xuyên, như cái mẫu xe này là một những cái mẫu xe rất là đẹp, phải nói là rất là đẹp luôn. Khi anh chị mua về sử dụng, đấy, biển có thể anh chị giữ nguyên biển được thoải mái. Đấy, em đi con này về này. Đấy, nhà em đây. Đấy, lốp nắp đẹp, gầm bệ chắc chắn. Đấy, nội thất rất là đẹp luôn, tắp ni nguyên nỉ này, hàng ghế trước cũng vậy này. Đấy, em cho anh chị các bạn xem về phần khoang máy của xe với mẫu xe Ford Escape này. Nổ máy cho anh chị các bạn xem luôn, kiểm tra luôn máy móc luôn nhé. Đây, máy thì nhìn thì khô đét rồi, thì nhìn đây máy em đang cho nổ đây. Đấy, máy nổ êm cực kỳ luôn, Escape máy nổ như này là rất hiếm luôn, nổ êm như vai ớt luôn anh chị nhé. Đấy, máy của xe nổ như này thì không chê được rồi, nổ rất là êm. Với cái dòng Ford Escape mà máy nổ như này là quá là ổn áp về chất lượng rồi, nổ êm không rung rập gì cả, máy gầm chất luôn.
Đấy. Tổng thành chi tiết rất là đẹp, xe không có đâm vào một chút nào luôn. Đây, vừa rồi là quay cho anh chị các bạn mẫu xe Ford Escape 2001 biển xanh. Đấy, giá tiền chỉ có 145 triệu thôi, hóa đơn xuất đầy đủ. Anh chị các bạn có nhu cầu sang tên cũng được, mà để nguyên biển cũng được. Theo em với mẫu xe Ford Escape này thì lên để nguyên biển, cái biển xanh của nó thì rất là đẹp, để nguyên biển cho nó đỡ phí. Rút hồ sơ con này thì rất là phí cái biển này. Đấy, biển 11B0541. Anh chị các bạn nào quan tâm đến mẫu xe này thì vui lòng liên hệ với em Dương, có số điện thoại 0829 777 77 anh chị nhé.